Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip này mình quay cho bà con về cái mô hình mà trồng mãng cầu Thái, mãng cầu ghép á. Thì đây là cái mãng cầu trồng trong thời gian là được 4 tháng, bạn xem á, nói chung là rất là tươi tốt và xanh. Thì ở clip trước mình cũng quay bà con về cái kỹ thuật mà trồng mãng cầu Thái, mãng cầu thường đó. Thì cái mãng cầu được coi như là một trong những cây mà đạt được năng suất và thu lợi nhuận. Đang ở địa bàn Buôn Hồ, Đắk Lắk thì đang là cây siêu lợi nhuận và ít tốn chi phí chăm sóc nhất. Thì clip này mình sẽ quay cho bà con xem về toàn bộ cái vườn mãng cầu này mình trồng xen với cà phê được 4 tháng tuổi á. Không có chăm sóc bón phân gì hết á, phát triển theo điều kiện tự nhiên đó. Rất là tươi tốt, và kể cả cà phê nữa. Trồng xen thì clip này mình quay là trồng xen lúa luôn đó. Còn nào rất xanh, không bệnh tật gì hết. Thì như mình nói ở clip trước với bà con đó, là cây mãng cầu là một trong những cây mà ít tốn công chăm sóc nhất và ít bệnh nhất. Nhưng lại chúng ta thu hoạch được quanh năm. Chúng ta thu được, nói chung là ra bông liên tục, tháng nào, năm nào trong mùa cũng ta có thu hết. Đây, như cái này cũng rất là tươi tốt đó. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay hết những cái vườn mãng cầu này để bà con ta xem và có những cái tinh thần động lực về trồng một cây mãng cầu và cây nguồn thu nhập mới, để cho bà con chúng ta tránh được cái rủi ro mà cà phê xuống giá, tiêu xuống giá, chanh dây, bơ búp, sầu riêng, nói chung là chúng ta trồng thập cẩm hết đi thì chúng ta có thể có doanh thu được đều hàng ngày và hàng tháng, không có thể có rủi ro. Thì đây clip mình quay cũng rất là dài về cái việc mà kiểm tra quay hết tất cả cái vườn mãng cầu trồng xen với cà phê lúa. Thank you.